Tập 14. Nói đi. Trong giai đoạn hiện nay, chuyện tôi muốn làm nhất chính là muốn quên đi vợ cũ của mình. Từ trong đầu này, thực sự quên đi cô ấy, triệt để quên đi cô ấy. Cũng có nghĩa là trước đó anh vốn dĩ không hề quên cô ấy. Sao anh ấy có thể mau chóng quên được nhanh như vậy chứ? Là vợ chồng 13 năm rồi. Tôi thừa nhận là tôi chỉ nói cứng thôi. Thật ra tôi không thể quên được Cảnh Nhã. Tôi vẫn cảm thấy cô ấy là người phụ nữ tốt nhất trên đời này, là người hợp với tôi nhất. Trước đó tôi hình dung cô ấy hà khắc như vậy là ám chỉ tâm lý, là bởi vì muốn khiến tôi không nhớ tới cô ấy nữa, là vì muốn ép buộc bản thân quên đi cô ấy. Cũng quá thảm. Cũng quá bi. Nếu như tôi không quên được cô ấy, vậy thì nửa đời sau tôi thật sự không biết phải sống làm sao đây. Là lời thật lòng. Tôi tin. Tôi quá tin luôn. Anh Lam. Tới anh rồi. Giai đoạn này, chuyện mà tôi muốn làm nhất, dục vọng trực tiếp nhất, chính là tôi muốn hẹn hò yêu đương một lần nữa. Một lần yêu thật cụ thể, mới mẻ, sinh động. Muốn hẹn hò? Với ai vậy chứ? Với vợ của anh sao? Hẹn hò lần nữa? Nghe vẫn chưa hiểu hay sao? Hẹn hò với một người phụ nữ khác mà không phải là vợ của tôi. Tôi muốn được một lần hẹn hò thật sự, cuồng nhiệt vui quên trời đất. Anh đợi đã, đợi đã, đợi đã. Muốn hẹn hò yêu đương với người phụ nữ không phải vợ anh sao hả? Còn vui quên trời quên đất, cuồng nhiệt một lần nữa. Là anh sao anh Lam hả? Chưa già đã suy, tuổi tác tâm lý quá tuổi nghiêm trọng. Không phải tôi châm biếm anh đâu anh Lam à. Nếu câu này là anh bạn ba qua Bạch Chí Dũng nói ra, tôi còn có thể tin được đó. Cút đi. Đang nói Lam Thiên ngu mà. Anh nói tiếp đi. Anh Hoàng à, anh đừng châm biếm đã kích như vậy có được hay không? Vốn dĩ tôi đã rụt rè, nhát gan, khó khăn lắm tôi mới đủ dũng cảm nói chuyện này ra đó. Tôi lại ngại không muốn nói nữa rồi. Nè, thấy chưa, thấy chưa, thấy chưa? Đồ biết của anh. Vậy là anh không đúng rồi. Phải khích lệ Lam Thiên Ngu để dục vọng giấu kín trong thâm tâm của anh ấy bấy lâu nay được phơi bày thật sáng tỏ, thật là rõ ràng, thì chúng ta mới có thể nghĩ cách giúp cho anh ấy được chứ. Được, 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 được. Tôi sai rồi. Tôi sai rồi, được chưa? Anh Lam, dũng cảm nói ra suy nghĩ thật của anh đi. Cố lên. Trong lòng tôi vẫn có ám ảnh tâm lý. Chướng ngại trong lòng tôi vốn dĩ chưa được giải quyết. Tôi đã tự phân tích cả buổi trời. Thật ra thì ở trong lòng tôi, đôi khi cũng có ý nghĩ muốn được yêu đương thật cuồng nhiệt một lần. Như vậy thì mới có thể thật sự thoát khỏi ám ảnh tâm lý của tôi. Phát biểu xong rồi. Chân thật không hả? Chân thật. Nhưng mà anh vẫn chưa ly hôn mà. Hẹn hò yêu đương một lần nữa, làm vậy thì có khác gì chuyện vợ anh ngoại tình? Suy nghĩ này của anh nói nhẹ nhàng chính là nghĩ cho sướng, nói nặng lời chính là già không nên nết đó. Nói theo kiểu người xưa, ông ăn chả bà ăn nem có biết không? Hoàng Cửu Hằng, anh lại nữa rồi hả? Lại bơi móc đã kích châm biếm. Vừa rồi tôi mới nói cái gì chứ? Phải khích lệ. Còn nữa, hôm nay chủ đề của chúng ta là nói thật lòng đó. Anh phán đoán xem, mấy câu của Lam Thiên Ngu có phải nói thật lòng không hả? Đó mới là chuyện chính. Thật.
chắc chắn là thật, không thể giả được. Thật tới đáng sợ, thật tới lộ liễu, thật tới không thể che đậy được. Quá thật. Lâm Hưởng. Alo. Alo Cửu Hằng, bây giờ mấy giờ rồi, anh còn chưa về? À, anh quên nói với em là hôm nay anh ở nhà Bạch Chí Dũng, bây giờ đang ra ngoài uống rượu. Bây giờ đã là 4 giờ sáng rồi, anh còn đang uống sao? Anh điên rồi hả? Anh đang ở chung với anh Lam và anh Bạch thật sao? Anh đang ở chung với họ thật mà. Nào 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 nào, chứng minh một chút đi. Lâm Hưởng à, tôi Bạch Chí Dũng. Tôi cùng với thầy Lam và anh Hoàng đã ngồi cùng uống rượu đó. Nhưng cô yên tâm nha, không uống sai đâu, không có gái nữa. Đúng đúng đúng, đặc biệt chứng minh. Em tin rồi chứ? Vậy anh nhớ uống ít thôi nha. Anh chỉ muốn mượn rượu giải sầu một chút thôi. Được rồi, mau ngủ đi. Vẫn là Lâm Hưởng tốt. Buổi tối tôi không về nhà, Thượng Quan Tuệ cũng không gọi điện thoại, nên có nhiều lúc vợ gọi kiểm tra cũng là một kiểu ấm áp. Thôi được rồi, đừng có lải nhải nữa. Đúng đúng, đừng lải nhải nữa. Anh Hoàng, tới anh rồi đó. Anh sao vậy chứ, không dám nói sao? Đúng là có chút không dám. Tôi sợ nói ra hai người sẽ đập tôi. Anh yên tâm đi, hai chúng tôi tuyệt đối không châm biếm đả kích anh đâu. Lời hôm nay mình nói chỉ nói tại đây thôi, chỉ có ba chúng ta, có gì mà không dám nói chứ. Đừng ngại, dũng cảm, dũng cảm nói đi. Tôi muốn có đứa con của mình, đứa con ruột thịt. Ôi trời ơi, suy nghĩ này của anh làm cho tôi sợ hết cả hồn luôn đó. Là lời thật lòng tuyệt đối. Tôi tin. Tôi càng tin. Lời nói thật lòng tuyệt đối đúng là có hơi bất ngờ đó. Được, chúng ta chia ra suy nghĩ phương án cụ thể để thực hiện. Còn nữa, đừng chỉ nghĩ cho mình thôi, nghĩ dùng nhau, giúp đỡ lẫn nhau. Đợi chúng ta nghĩ ra phương án cụ thể mới bàn được không? Nghĩ xong rồi, đi phấn đấu, đi thực hiện. Có thi dị, có kích thích, đây mới gọi là thay đổi thật sự đó. Nè 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 nè, tôi có việc, tôi chỉ muốn tới hỏi cô. Thật ra thì có phải cô kiên quyết muốn ly hôn với tôi không? Suy nghĩ này tới chết tôi cũng không dao động đâu. Tôi có thể ly hôn, nhưng cô phải đưa cho tôi 3 triệu, một xu cũng không thiếu. Tiền đề này á, tới chết tôi cũng không dao động đâu. Anh bị điếc rồi hả? Nói với anh bao nhiêu lần rồi, Giang Tiểu Mỹ không có tiền. Chị ấy có bao nhiêu trong lòng của anh không rõ sao? Cô và dượng của cô là dân làm ăn, chỉ có 3 triệu thôi mà, vốn đâu phải là chuyện khó đâu. Đi mượn bọn họ đi. Không thể nào. Trước nay tôi không hề phán đoán sai sự vô sĩ của anh. Được, vậy thì đừng hòng ly hôn. Chịu đựng, xem thử là ai chịu giỏi hơn. Chịu tới không còn thanh xuân, chịu tới khi cô thành bà già, mặt đầy nếp nhăn, đầy vết đồi mồi, chắc chắn tôi sẽ đau lòng thay cô đó. À phải rồi, hiệp nữ Âu Hiểu Âu, có rảnh thì khuyên vợ của tôi giùm đi, kêu cô ta nghĩ thông suốt hả? Tôi trầm mặc suy nghĩ cả ngày trời. Phương án sống chân thực cụ thể của ba anh em chúng ta, người dễ dàng thực hiện nhất cũng chính là anh Bạch rồi. Tôi cảm thấy mục tiêu này của tôi mới là khó nhất đó. Suy nghĩ của Bạch Chí Dũng là muốn thật sự quên được vợ cũ của anh ấy. Người phụ nữ duy nhất quan hệ sâu nặng với anh ấy đâu có dễ dàng vậy được. Anh Bạch à,
Hình tượng phong độ ngời ngời của anh đâu rồi hả? Đầu bếp Hoàng à, anh đừng có châm biếm ha. Không phải là chúng ta vẫn luôn bàn chuyện ép buộc bản thân thay đổi hay sao? Vậy anh Bạch đây không thể ép buộc bản thân một chút hay sao? Làm sao ép buộc đây chứ? Ép buộc bản thân hẹn hò yêu đương lần nữa. Lỡ như tình yêu mới này, người phụ nữ mới khiến anh đột nhiên động lòng, vậy không phải là thành công rồi hay sao? Có lý. Muốn quên vợ cũ đi, cách làm tốt nhất là đi tìm một người phụ nữ mới. Hai vợ chồng ở với nhau một thời gian dài rồi sẽ có một cảm giác cân bằng. Nhưng tới lúc người đó rời xa rồi, đi rồi, không còn nữa, vậy thì sự duy trì cân bằng này cũng không còn nữa. Chắc chắn người ta sẽ hoang mang, sẽ choáng váng thôi. Hiểu rồi. Cho nên buộc phải tìm ra điểm cân bằng mới. Chống đỡ là cân bằng thôi. Sau khi anh ly hôn với Cảnh Nhã rồi, ngày ngày lén lén lút lút điều tra người ta, tôi sợ cứ tiếp tục như vậy anh sẽ bị tâm lý biến thái, rất dễ trượt dài đến ranh giới phạm tội. Không sai. Cho nên kêu anh ấy mau chóng hẹn hò một lần, có lẽ là lựa chọn hay đó. Vậy thì thử thôi. Như vậy là đúng rồi. Chuyện quan trọng tiếp theo là ở nơi nào sẽ có nhiều phụ nữ chưa kết hôn đây chứ? Trung tâm môi giới hôn nhân. Thôi thôi thôi, đừng nhắc tới chỗ đó. Không đi, kiên quyết không đi. Hãy nhắc tới trung tâm môi giới này, tôi lại cảm giác không tốt một chút nào hết. Cứ như tôi là người đàn ông háo sắc rau bán hoài không được vậy đó. Tôi biết có một nơi rất nhiều sự lựa chọn. Đối với một người phụ nữ mà nói, chuyện quan trọng nhất, thành công nhất trong cuộc đời chính là chọn đúng người đàn ông để lấy làm chồng. Nhưng mà chị lại chọn sai rồi. Có lẽ đây là một kiểu trả thù cho cuộc sống tha quá hư hỏng của chị lúc trước đây. Một kiểu báo ứng. Đáng đời mà. Điều chỉnh hơi thở của bạn. Bây giờ từ từ nhắm hai mắt lại, tập trung vào hơi thở của bạn. Rồi chúng ta làm động tác con mèo. Anh Mạch. Hai chân quỳ gối. Hàng thứ hai, người thứ tư đó. Hít vào, thả lỏng. Thở ra, cong lưng lên cao, ngẩng đầu. Quay lại. Hít vào. Không được. Cúi đầu. Tướng mặt hung dữ, dáng vẻ dữ dằn quá. Thả lỏng. Sau này nếu hẹn hò với cô ấy sẽ không hít vui vẻ vào. Gì đâu. Vậy chẳng phải là hạ độc anh sao? Ngẩng đầu. Hey. Nhìn hey. Về phía trước. Tôi đã nhắm được cho anh rồi đó. Giữ ở đây. Hít vào. Cúi đầu. Người cao lớn đó, nhìn rất là rắn chắc. Nếu như sau này anh bị bệnh, cõng anh tới bệnh viện cũng được nữa. Cút đi, bớt nhảm giùm cái. Tập trung vào hơi thở. Nâng hai tay lên. Tôi đưa hai tay qua đầu. Huấn luyện viên không tệ đó. Hít vào. Chỉ thấy sau lưng thôi, không phải là khó ưa chứ. Không không không, không phải khó ưa. Hít vào. Tôi nhìn thấy rồi. Đưa tay lên. Chắc chắn thân thiện đó. Hít vào. Hai tay để xuống không hai bên. Cũng không nhìn thấy được. Hít vào. Đưa tay lên. Hai tay đưa lên qua đầu. Huấn luyện. Huấn luyện à, thật ngại quá, anh ấy ngất xỉu rồi. Xin lỗi nha, xin lỗi. Trong lúc vận động cố gắng đừng nói chuyện, như vậy rất nguy hiểm. Thật ngại quá. Đừng có nói chuyện nữa. Cảm ơn, cảm ơn. Ôi. Cảm ơn nha. Không tệ nha. Giang Tiểu Mỹ à, Giang Tiểu Mỹ. Chăm sóc ba mẹ của bạn trai cũ, chịu đựng sự lăng nhục của chồng hiện tại, như vậy mà chị vẫn không hề ngã quỵ. Quả thật là em rất khâm phục chị. Khâm phục chị có thể bình tĩnh, còn có thể rất kiên cường nữa. Đây không phải là kiên cường, đây chính là bất lực. Chị đã không còn cách nào khác, không còn lối thoát nữa, đành phải như vậy.
chị lại không muốn làm một quán phụ, không ngừng lải nhải, khóc lóc thảm thiết đi kể khổ với người khác về bất hạnh và khổ nạn của mình, để nhận được đồng tình và thương cảm từ người khác. Nếu làm như vậy, chi bằng chị tự mình gánh lấy cho rồi đi. Ba anh nhanh tay một chút đi, tôi phải khóa cửa rồi. Cô giáo à, xin lỗi nha, ba anh em chúng tôi thu dọn hơi chậm một chút. Huấn luyện, gọi là huấn luyện. Thời buổi này tôi thấy cái danh xưng cô giáo bị người ta lạm dụng quá. Cô giáo là ngọn nến thiêu đốt bản thân để soi sáng cho người, tôi không dám nhận đâu, gọi là huấn luyện đi. Được, huấn luyện. Trong ba người chúng tôi đây, người lề mề nhất chính là anh bạn già mặc áo trắng này đây. Anh ta chính là một ngọn nến thực thụ, ngọn nến của khoa Trung văn Đại học Bắc Phương, làm chuyện gì cũng rề trà chậm chạp, ăn chắc mặc bền. Nhưng mà trong ba anh em chúng tôi, người nhanh nhẹn, dứt khoát nhất chính là người bên đó. Anh Bạch đây. Mấy anh nhanh tay chút đi. Anh Hoài, hình như quá nóng vội rồi. Anh vừa bước lên là khen tôi, ca ngợi tôi, cứ như là rao bán tôi vậy đó. Không có tốt lắm đâu, không có ổn lắm đâu, đúng không hả? Không vội, không vội thì làm sao được chứ. Cơ hội chính là trong chớp mắt đó, nghe chưa? Nè, người có điều kiện tốt cỡ như vậy, lỡ như bị người ta cướp mất thì làm sao hả? Phải gấp, phải rất gấp, phải gấp đó nghe chưa? Quán liền viên à? À, qua đây à. Chuyện là tối hôm nay chúng ta cùng nhau đi ăn cơm được không? Cô coi nè, cô phải ở đây đợi ba anh em chúng tôi, chúng tôi cảm thấy rất là ngại, coi như là anh em chúng tôi tạ lỗi với cô ha. Trời, ba anh đây không ngại đúng là lạ thật. Các anh cũng thường xuyên bạo dạn mời phụ nữ đi ăn như vậy sao? Không không, không thường xuyên đâu, thỉnh thoảng thôi, thỉnh thoảng mà thôi cô ạ. Chuyện này mà thường xuyên thì có hơi thất thố quá rồi hả? Tối nay tôi có việc, không thể đi ăn chung với các anh rồi. Có điều không phải là kiểu như các anh tưởng tượng, tôi muốn chơi trò đưa đẩy gì ở đây. Còn nữa nha, tốt bụng nói với các anh một tiếng, sau này đừng dùng phương pháp thiếu tố chất, thiếu khôn ngoan bắt chuyện với phụ nữ như vậy nữa. Thực tế thì phụ nữ không chấp nhận cách này đâu. Như vậy là tưởng hay quá dở rồi, hiểu không? Cảm ơn cao nhân chỉ dạy. Đừng khách sáo. Còn có điểm thứ ba, các anh còn dùng phương thức tệ hại như vậy bắt chuyện với phụ nữ, không giống chuyện người ở tuổi các anh làm. Tuổi của chúng ta là tuổi gì chứ? Cách làm như vậy rất tệ hại hay sao? Cố gắng hơn nữa. Nè nè nè, anh Bạch, anh Bạch, xin anh đó, đừng có tập nữa. Thật đó, khó coi quá đi ha. Nè, có phải anh muốn tập động tác đó tốt hơn một chút để ngày mai có thể làm huấn luyện viên xinh đẹp đó khen ngợi anh, chú ý anh. Anh làm ơn ngậm cái miệng của anh lại đi ha. Anh đừng có trông chờ vào cách tập luyện thật ưu tú để thu hút ánh mắt của huấn luyện nữa hả? Tôi chỉ một đường sáng cho anh, đã cui không sợ lỡ. Tập kiểu quái lạ, tập theo kiểu khó coi, động tác càng khó coi càng tốt, tôi đảm bảo anh có thể được huấn luyện chú ý. Anh cũng ngậm cái miệng của anh lại giùm cho tôi đi. Trịnh trọng nói cho hai anh biết, tôi chỉ là đang ôm lại bài mà thôi, chỉ liên quan tập cho khỏe, không liên quan huấn luyện viên đó đâu. Trời, ôn lại bài tập, anh gạt ai hay sao hả? Tôi dám chắc chắn khẳng định trong đầu anh ấy đang hồi tưởng lại gương mặt tươi cười của huấn luyện viên xinh đẹp đó chứ, đúng không nè? Kiểu chọc cười tệ hại thấp kém này buồn cười tới như vậy hay sao chứ? Tôi cảnh cáo hai anh, không được cười nhạo nhóm trưởng Bạch nha. Thất bại như vậy cũng rất là bình thường thôi mà, vừa gặp đã yêu gì đó, tình đầu ý hợp gì đó đều là tuổi trẻ mơ mộng. Nè, sao rồi nhóm trưởng Bạch, chúng ta có cần phải tiếp tục tiến hành hay không? Anh em đều nghe anh. Tiếp tục tiến hành? Thôi rồi, được thôi. Trời, ba anh tới sớm thiệt đó. Huấn luyện, huấn luyện dây chuyền này của cô đúng là đẹp thiệt đó. Cảm ơn. Huấn luyện,
Hôm qua anh bạn học Chí Dũng này của tôi, sau khi trở về nhà, nghiêm túc chịu khó ôn lại động tác mà cô đã dạy, từ đó phát hiện và giác ngộ ra một số linh cảm và chân lý. Hôm nay anh ấy muốn báo cáo với cô một chút. Vậy sao? Ở nhà có luyện tập thật sao? Chắc là bịa thôi. Không dám bịa đâu. Chuyện này không dám bịa. Chuyện này không thể giả chút nào hết. Có ôn bài là có ôn bài mà. Anh Hoàng đây có thể làm chứng. Ừ, tôi có thể làm chứng anh ấy có tập thật. Tuy là động tác vẫn rất khó coi. Được. Nè, bạn học Bạch, làm động tác con mèo cho tôi xem thử. Bây giờ mà kêu một mình tôi làm như vậy thật sự ngại lắm đó. Thật ra tôi cũng chỉ là tập đại trong đám đông thôi. Thật ra tôi muốn nói thật lòng. Tôi cũng muốn nghe lời thật lòng. Chúng tôi chỉ muốn làm quen cô thôi. Cô xem, ba chúng tôi đều không giống mấy đám lưu manh lừa đảo khắp nơi chứ. Rất chân thành. Người nào người nấy đều chân thành. Theo logic hành vi mà nói, chuyện này đúng là hơi giống tán gái một chút. Cũng đúng là thủ đoạn có hơi tệ hại, không lịch sự cho lắm. Nhưng quả thật là chúng tôi không biết dùng cách thức gì để tán gái hết á. Giống nói thật rồi đó. Vậy tôi cũng nói thật tiếp luôn vậy. Buổi tối hôm qua ba anh em chúng tôi đã bàn bạc rồi. Thật ra thì phải dùng cách gì mới có thể hẹn được cô đây. Tranh luận gần 2 tiếng đồng hồ, cuối cùng đã xác nhận được cách làm này. Có gì nói đó. Muốn liền nè, cô hãy cho một cơ hội đi ha. Phải đó. Uống cà phê, ăn cơm, uống rượu tùy cô lựa chọn luôn. Cứ như là đang đóng kịch nhóm vậy. Các anh ba lần bốn lượt hẹn tôi uống cà phê đi ăn, có phải là có mục đích gì không? Mắt sáng như sao, đoán việc như thần, tra rõ thực hư. Không đấu trí đấu dũng với cô nữa. Chúng tôi nói thật đó. Ba anh vừa tới, theo học lớp của tôi, vừa nhìn là biết lạc loài trong môi trường này rồi. Nhìn kiểu gì cũng không hòa hợp với các học viên khác. Chắc chắn là các anh có mục đích khác. Chuyện này cũng đâu cần IQ quá cao mới đoán ra. Được rồi, đừng có khen tôi nữa. Nói đi. Để tôi nói. Tôi nói, thật ra rất là đơn giản. Chính là muốn giúp cái người ngồi ghế sau cao to đẹp trai này, anh chàng Bạch Chí Dũng, giới thiệu cô bạn gái. À, đúng vậy. Hồi các anh còn trẻ, chắc chắn thường xuyên dùng hành vi này đúng không? Thỉnh thoảng. Chúng tôi còn có một suy nghĩ nữa. Nếu như nói cô cảm thấy là đi uống cà phê chán, vậy chúng tôi muốn mời cô đi câu cá. Uống cà phê, đi ăn, rồi câu cá. Đây đều là các anh vạch kế hoạch trước sao? Đúng. Chúng tôi đã vạch kế hoạch ra trước hết rồi. Đây cũng là kế hoạch chúng tôi bàn bạc trong vòng 2 tiếng đồng hồ mới vạch ra được đó. Tôi thích anh có gì nói đó. Tôi là ngủ sảnh. Bây giờ tôi không có chồng, vì cuộc sống hôn nhân thực sự không hạnh phúc, đã ly hôn. Có phải các anh muốn biết là hiện tôi có chồng hay không không? Đúng. Cũng không đúng. Chuyện là như vậy. Đầu tiên tôi đại diện ba chúng tôi, vì hành động lỗ mãng vừa rồi của chúng tôi, thành thật nói lời xin lỗi với cô. Chủ yếu là chúng tôi cảm thấy cô và Bạch Chí Dũng rất hợp với nhau. Hai người có tướng phu thê. Để tôi giới thiệu qua về Bạch Chí Dũng nha. Chưa tới 41 tuổi, phẩm đức tạm ổn, thân thể khỏe mạnh, không có bệnh truyền nhiễm. Đúng. Trong vòng 3 đời, bình quân tuổi thọ khoảng 70-01 tháng tuổi. Không có tiền sử bệnh di truyền, không có tiền sử ung thư, không có tiền sử phạm tội. Có xe, có nhà, không có người già, không có con cái, không có gánh nặng về kinh tế.
Ờ, huấn luyện ngủ sảnh à? Tại sao cô cứ cười như vậy chứ? Có phải cô cảm thấy hành vi này của ba chúng tôi thực sự rất lố bịch hay không hả? Đương nhiên là lố bịch rồi. Hay là vậy đi, khoa nói chuyện chỉ hai chúng ta làm bạn. Chúng ta bốn người cùng làm bạn với nhau trước, cùng tìm hiểu nhau trước xem có được không? À, tất nhiên rồi. Ăn trái cây đi ha. Cô ngủ sảnh không muốn chỉ hẹn gặp một mình anh Bạch, chứng tỏ là cô ấy không muốn mau chóng xác lập mối quan hệ giữa hai người rồi. Chuyện này chứng tỏ là người ta là phụ nữ nhà lành, không hời hợt, không giả tạo, thận trọng. À, anh xem, anh Hoàng nói rất là có lý đó. Nếu đã muốn hẹn hò với huấn luyện ngủ sảnh, vậy thì trong quá trình hẹn hò này nhất định phải thể hiện sức hút đàn ông của Bạch Chí Dũng anh. Như vậy thì mới có tiến triển mang tính đột phá được đó. Sức hút đàn ông sao? Ừ. Tôi không có sao hả? Ba dòng tiêu chuẩn, cân nặng vừa phải, phong độ ngời ngời mà. Anh bạn à, anh vừa mới nói đó là cơ bản thôi mà. Sức hút của đàn ông không chỉ nhìn vẻ ngoài như bình hoa di động đâu. Ý tôi muốn nói là phải tăng cường thêm sức hút bên trong của anh nữa. Bổ sung sức hút toàn diện của anh. Phải bổ sung thêm phần phụ nữ cho là sức hút của đàn ông mới được. Phụ nữ vẻ ngoài ưa nhìn là ưu thế, đàn ông sống có sức hút là bản lĩnh. Một đầu bếp nổi tiếng đứng đầu trong nghề cũng có cả một bụng chiêu trò phong lưu. Được thôi, các anh nói làm sao bổ sung đây? Thứ nhất, mùi cơ thể. Anh phải xiên tắm rửa, xiên gội đầu, còn phải xịt nước hoa nữa. Tôi hôi lắm sao? Này, anh đừng có chen ngang ha. Thứ hai nè, giọng nói. Nói chuyện theo cách thật là văn minh, giọng nói phải trầm ổn. Anh đó, âm giọng quá cao, sau này phải nói chuyện thấp giọng một chút đi. Nói chuyện thấp giọng? Tôi đã từng tuổi này rồi, anh còn dạy tôi cách nói chuyện hay sao chứ? Tôi thật quảng hốt đó nha. Nghề của tôi là phải nói nhiều mà, không có tư cách dạy anh hay sao? Thôi được rồi, thì Lam à, anh nói tiếng phổ thông còn mang âm giọng dùng ngoại ô thiên tân, còn muốn dạy tôi hay sao chứ? Có thích hợp không đây? Nè anh Bạch, có thể khiêm tốn một chút nghe chúng tôi nói xong có được hay không? Được, nói đi. Tướng ăn không thể ngửa đầu cho hết thức ăn vào miệng được, phải cúi đầu xuống đưa thức ăn vào trong miệng của mình, không thể nhai nhớp nhép. Tôi sắp bực bội rồi nha. Thật đó, tôi có ngốc như vậy không hả? Hai anh có thể nói cao cấp hơn không vậy? Cao cấp đó. Chẳng phải là chị luôn muốn triệt để quên đi quá khứ, cắt đứt mối quan hệ của chị với Tu Kiệt hay sao? Vậy tại sao chị không thể từ bỏ việc chăm sóc ba mẹ anh ta? Còn Lương Chính Đình thì liên tục dây dò chị như vậy. Hai chuyện này liên tục như vậy thì cho tới chừng nào mới có hồi kết được đi? Đúng. Không ai hay biết chuyện của ba mẹ Tu Kiệt hết đó. Chị có thể buông bỏ mọi lúc, nhưng nếu như chị bỏ mặc, cuộc sống sau này của họ ai lo đi? Lẽ nào để họ già không nơi nương tựa sống qua ngày, chết ở trong nhà cũng không ai hay. Chị không quản thì cũng không có ai nói gì chị, còn một thân nhẹ nhõm. Ngược lại nếu như chị quan tâm, vừa phải bị họ mặt nặng mày nhẹ, lại còn phải nhẫn nhịn tươi cười. Tu Kiệt đi rồi, bản thân chị cũng đau lòng mà. Nhưng mà ai từng thương xót chị, quan tâm tới chị chưa? Đây là món nợ hồi trẻ chị đã gây ra. Lỗi lầm hồi trẻ đã phạm phải sẽ đi tới nước nào chị cũng không biết. Ít ra bây giờ chị không thể bỏ mặc họ không lo. Có câu danh ngôn: sống là gì muốn thay đổi thế giới. Tôi cảm thấy câu nói này rất là ngốc. Nếu là nói giới dân thường thì họ làm sao thay đổi thế giới? Cô nói có đúng không hả? Thầy Lam à, anh nghĩ sao về vấn đề này? Nếu nhắm vào phần lớn người dân thường mà nói thì tôi cảm thấy câu này nên nói như vậy: cuộc sống là gì muốn hưởng thụ thế giới. Rất có lý. Vậy cho nên ba anh em chúng tôi thường đi cùng với nhau hưởng thụ cuộc sống, tranh giành hạnh phúc. Đây chính là ước mơ của người bình thường giản dị, có đúng không hả?
Thầy Lam à, với người ở độ tuổi của anh còn có thể như các chàng trai trẻ không màng tất cả vui chơi cuồng nhiệt là ước mơ rất khó khăn hả? Dĩ nhiên, ước mơ vừa là mơ vừa là tưởng, đều là hư ảo. Vậy cho nên thực hiện ước mơ phải bất chấp tất cả. Tôi cũng dùng một câu văn chương một chút. Một người đang sống trong hy vọng, không có âm nhạc vẫn khiêu vũ được, đúng không anh Bạch Chí Dũng? Thầy Lam à, anh nghĩ là chuyện hạnh phúc nhất chính là gì vậy? Chuyện này quả thật tôi cũng không biết nói sao đây. Bạch Chí Dũng, anh Bạch à, anh nói đi. Với một người bình thường thì hạnh phúc lớn nhất chính là ngủ tới khi nào tự nhiên tỉnh, đếm tiền tới khi tê cả tay. Nhưng thực tế là ngủ cho tới khi thấy tê cả tay, đếm tiền đếm tới tự nhiên tỉnh. Chuyện mà hôm nay các anh nói đều là thuộc lòng từ trước sao? Đúng, thầy Lam đã soạn bài, Bạch Chí Dũng học thuộc. Cạn ly đi. Hả? Thầy Lam. Chúc anh hạnh phúc. Cảm ơn. Tôi cảm thấy độc thân cũng rất tốt mà. Thật ra tôi rất muốn là một người độc thân sống thật vui vẻ. Trong lịch sử có rất nhiều danh nhân đều là độc thân. Thí dụ như Da Vinci, còn có Lam Thiên Cú à. Hả? Anh qua đây, anh xem di động của tôi bị gì rồi. Thật là ngại quá. Muốn liền ngủ. Cứ để cho hai người đó nói chuyện. Hôm nay gió cũng hơi mạnh, nếu không chúng ta có thể uống cà phê ở bên ngoài rồi. Tôi ý thức được rồi, tôi không hề làm gì hết. Tôi đã cố hết sức nói thiệt ít với cô ấy rồi. Tôi đang cố gắng tạo điều kiện cho anh Bạch đó chứ. Thầy Lam à. Chuyện gì vậy? Anh có thể dẫn tôi đi nhà vệ sinh một lát không? Hả? Tôi có chuyện muốn nói với anh. Vậy cái gì mà vậy chứ? Vậy anh đi với cô ấy đi. Đi. Được, đi. Ơi, không đúng cho lắm. Sao gọi là không đúng cho lắm chứ? Quá không đúng luôn đó. Cái tên khốn Lam Thiên Ngu này nhập vai quá rồi. Tôi hỏi anh nha, Lam Thiên Ngu, anh và Hoàng Cửu Hoàng có phải rất mong tôi và Bạch Chí Dũng thân hơn không? Cũng không phải. Không phải đã nói là bạn bè trước hay sao hả? Ánh mắt gì vậy? Ánh mắt của Bạch Chí Dũng. Ánh mắt của Bạch Chí Dũng sao? Trong ánh mắt của anh ấy luôn có một loại cảm giác không chắc chắn, mơ hồ lơ đãng, lại có vẻ tránh né, cảm giác như là đang ẩn giấu điều gì đó. Không nghiêm trọng như vậy thật chứ? Người ta thích cô thôi mà, gặp cô cho nên hồi hộp nên không dám nhìn vào mắt cô thôi. Hơn nữa, trong mối quan hệ nam nữ, Bạch Chí Dũng là một người rất thành thực nên mới nói là ánh mắt này của ảnh kể ra cũng bình thường thôi. Không phải, ít ra không hoàn toàn. Ánh mắt của Lam Thiên Ngu anh so với anh ấy thành thực, trong trẻo hơn. Trong ánh mắt của anh, tôi có thể nhìn ra anh đang nghĩ gì, muốn làm chuyện gì. Anh rất muốn tác thành tôi và Bạch Chí Dũng. Tôi thích kiểu đàn ông vì bạn bè sẵn sàng rút đao, hết mình tương trợ giống vậy. Đừng. Cô đừng có thích tôi nha. Tôi là con người không có ra làm sao đâu. Tôi là kẻ rất là khốn nạn. Không, ý của tôi là tôi muốn nói cô thật không nên thích loại người như tôi mới phải đó. Trời ơi, có cần vậy không? Mới khen anh vài câu, anh đã khẩn trương như vậy rồi.
Tôi nói thẳng không che giấu nữa ha. Hiện tại thì phương hướng phát triển của chuyện này đã có vẻ lạc hướng nghiêm trọng quá rồi. Lam Thiên Ngu, nói thật đi, cô huấn luyện viên ngũ sảnh đó có phải là cô ấy có suy nghĩ không đơn thuần gì với anh không hả? Không có. Chắc là không có đâu. Trong ánh mắt lộ ra một tia hoảng loạn rồi. Nhìn tôi đi. Hoảng loạn. Ngũ sảnh cô ấy có ý với anh, tôi đều nhận ra được hết. Anh không cần sợ tổn thương lòng tự trọng của tôi đâu. Nói đi, tôi chịu đựng được mà. Anh đưa ngũ sảnh đi nhà vệ sinh, đúng 15 phút sau mới trở về đây. Khai báo đi, đã nói gì, làm gì rồi? Làm thì ngu, tôi phải nói với anh rồi ha. Anh như vậy là không trưởng nghĩa rồi. Nếu như anh thích ngũ sảnh đó thật thì cứ nói ra đi, lén lén lúc lúc như vậy làm gì chứ hả? Anh, đây là thuộc vấn đề nhân phẩm đó. Anh là người đàn ông chưa ly hôn, anh chen ngang cái gì chứ? Được rồi, anh đừng có nói nữa hả? Được, tôi khai báo. Không phải ngũ sảnh có ý gì đối với tôi, càng không phải tôi muốn cướp đoạt tình yêu. Là ánh mắt của anh. Ánh mắt của anh ấy có vấn đề. Ánh mắt của anh Bạch thì có gì đâu chứ hả? Đúng đó. Ánh mắt của tôi cũng đâu có háo sắc. Tôi cũng đâu có nhìn những chỗ không nên nhìn đâu chứ. Đúng rồi. Lúc tôi nhìn sang ngũ sảnh, ánh mắt đều nhìn vào vị trí từ cổ trở lên mà. Không phải là vấn đề này. Cô ngũ sảnh nói với tôi rất là hàm xúc. Nói Bạch Chí Dũng anh lúc nhìn vào cô ấy, lúc nói chuyện với cô ấy, ánh mắt luôn có vẻ như hơi mơ hồ lơ đãng, luôn có cảm giác tránh né gì đó, không có sự kiên định của đàn ông. Nè anh nói thật với tôi đi, có phải anh vẫn chưa quên được Cảnh Nhã hay không? Phải. Nói thật lòng là tôi cứ đem cô ngủ sảnh ra so sánh với Cảnh Nhã. Ánh mắt của tôi không thể kiên định được, nên cứ phải tránh né như vậy đó. Phải, tôi thiếu sự tự tin. Kiểu yêu đương tốc độ này tôi đây chưa từng thử qua. Vậy không phải là chuyện tình yêu gượng ép sao? Chưa kể trong quá trình gặp ngũ sảnh, trong lòng tôi luôn đi kèm cảm giác khiển trách, phê phán bản thân mình. Chấm dứt đi, rút thôi. Anh có ý gì đây? Muốn đánh trống rút lui hay sao? Đúng. Tôi cũng cảm thấy là chuyện này rất không đàng hoàng. Chưa kể người ta cũng đâu có để mắt tới tôi đâu. Đợi đã anh Bạch à. Theo lý thì anh muốn nói rút lui người theo phe bảo thủ truyền thống, cộng thêm phe trục trè nhát gan bi quan này, đúng ra thì tôi nên tán thành. Nhưng mà lần này quả thật tôi có vài suy nghĩ đó. Vậy anh nói đi. Nếu như chúng ta đã phủ định khả năng của Lam Thiên Ngu muốn thọc gậy bánh xe, nếu như chúng ta vẫn tin tưởng sự kiên trì huấn luyện của ngũ sảnh là thái độ nghiêm túc và chân thành, nếu như anh Bạch đây đã muốn bắt đầu một mối tình mới để quên đi Cảnh Nhã, vậy tôi cảm thấy là hay anh thử lại đi. Vậy tôi đành phải quên đi sỉ nhục, phấn chấn tinh thần. Phải. Muốn đi ngủ. Tới rồi hả? À. Còn hai anh kia đâu? Hoàng Cửu Hằng và Lam Thiên Ngu sao không thấy? Hai người họ mệt rồi, hôm nay không tới nữa. Tôi muốn... Anh muốn... Anh muốn gì cứ nói ra đi. Tôi muốn mời cô sảnh đi xem phim đó. Được thôi.
Đi xem phim chắc họ không mệt chứ. Kêu họ đi luôn đi. Chúng ta cùng nhau đi xem phim.